Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Thưa quý vị, bên cạnh nỗi lo về dịch bệnh COVID-19, thì với các bậc phụ huynh, những nguy cơ về tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại tình dục trẻ em luôn là những mối lo thường trực. Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát, một số địa phương phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, trẻ em phải tạm dừng đến trường, học tập trực tuyến tại nhà, kết hợp với nghỉ hè, thì vai trò của gia đình càng trở nên quan trọng trong việc giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đánh giá được vai trò quan trọng đó, tỉnh Yên Bái đã thực hiện một số hoạt động bảo vệ trẻ em hướng về gia đình. Tranh thủ thời điểm tỉnh Yên Bái khống chế được dịch bệnh COVID-19, không phải thực hiện giãn cách xã hội, Ban bảo vệ trẻ em và Hội phụ nữ xã Nga Quán, huyện Trấn Yên triển khai ngay đợt truyền thông kỹ năng bảo vệ trẻ em đến các gia đình. Gia đình chị Vũ Thị Thanh Huyền ở thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, Yên Bái có 3 con. Chồng chị là lái xe trên công trường nên thường xuyên vắng nhà, vì thế mọi việc đồng áng, nội trợ, chăm sóc, giáo dục con mình chị đều đảm nhiệm. Làm sao để chăm sóc các con có đủ sức khỏe học tập, lại vừa lo bảo vệ các con không bị tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại là chuyện chẳng hề đơn giản. Trẻ em bây giờ có nguy cơ là lo lắng nhất thì là khi là các con tham gia giao thông và những cái tình huống xảy ra bất ngờ, ví dụ như sông nước hay là ấy đó, thì mình có những lúc mình không kiểm soát được hết, muốn làm sao đấy để các con được an toàn khi mà đi ra xã hội, ra ngoài những cái môi trường cộng đồng ấy. Nắm bắt được những băn khoăn, lo lắng của các bậc cha mẹ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình trong bảo vệ trẻ em, xã đã thành lập nhóm liên ngành gồm đại diện Ban bảo vệ trẻ em, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên xã đến các gia đình truyền thông kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em. Phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em là hai nội dung trọng tâm được tập trung truyền thông trong đợt này. Chúng tôi lồng gắn vào những cái việc mà tuyên truyền cho chị em trong chi hội là nắm được cách phòng tránh xâm hại tình dục cho trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ và đặc biệt nữa đó là công tác phòng chống bạo lực gia đình. Em cũng đã tìm hiểu rồi nhưng mà thật ra chắc cũng không được kỹ lưỡng như là những cái tài liệu ở đây em mới được nhận ạ. Em sẽ cố gắng tìm hiểu để nuôi dạy con cho nó được tốt hơn ạ. Để nắm bắt thông tin, truyền thông kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em đến từng gia đình, đòi hỏi các địa phương phải có đủ nguồn nhân lực để triển khai. Khắc phục tình trạng thiếu người làm công tác bảo vệ trẻ em tại cơ sở, tỉnh Yên Bái đã xây dựng mạng lưới cộng tác viên và thành lập các tổ tự quản tại các thôn, xóm. Các tổ tự quản sẽ nắm chắc số lượng, tình hình trẻ em tại các gia đình, cộng đồng để triển khai các hoạt động truyền thông và có biện pháp hỗ trợ can thiệp kịp thời. Chúng tôi thành lập các tổ tự quản ở dưới cơ sở cũng phổ biến những cái nội dung này, và khi có cái tình hình ở cơ sở nó nảy sinh thì cái tổ tự quản đã thông báo kịp thời và chỉ có thông tin nhanh và sớm thì xử lý ngay từ ban đầu thì nó mới triệt để và nó hiệu quả cao. Tại xã Nga Quán, mỗi thôn đều có một tổ tự quản do trưởng thôn làm tổ trưởng. Các cộng tác viên nắm vững tình hình trẻ em tại gia đình để lựa chọn các nội dung truyền thông phù hợp. Gia đình chị Ngô Thị Lan Hương ở thôn Ninh Phúc có 3 con nhỏ. Nhà chị ở gần đường giao thông, xung quanh lại có nhiều ao hồ. Môi trường sống của gia đình có nhiều nguy cơ mất an toàn cho trẻ nhỏ. Ban bảo vệ trẻ em xã và tổ tự quản thường xuyên đến truyền thông cho chị Hương và gia đình về những kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông. Tổ tự quản cũng đề nghị gia đình làm rào chắn ngăn cách sân nhà với hồ nước để bảo vệ trẻ không bị đuối nước. Trên địa bàn thì cái diện tích ao hồ, sông suối nó lại tương đối là nhiều. Tai nạn đuối nước cũng rất là dễ xảy ra. Nên chính vì vậy mà trong những năm vừa qua chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các cái buổi tuyên truyền đến tận các hộ dân để cho cha mẹ học sinh, cha mẹ các em cũng như là người chăm sóc trẻ nắm được, hướng dẫn con cách phòng tránh tai nạn thương tích. Chú trọng vai trò, trách nhiệm của gia đình trong công tác bảo vệ trẻ em, nên trong năm 2020, tỉnh Yên Bái đã truyền thông, vận động được 7.500 hộ gia đình
xây dựng được mô hình nuôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Thông qua các gia đình, các ban ngành ở tỉnh Yên Bái đã trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại cho hơn 15.000 trẻ em. Đây là cơ sở đến năm 2021, tỉnh Yên Bái thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước trên tổng số trẻ em ở mức dưới 4%. 152 trên 173 xã, phường đạt tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp trên 90%. Đuối nước có thể xảy đến với bất kỳ trẻ em nào, nhưng lại hoàn toàn có thể phòng chống được nếu chúng ta thực hiện ngay các hành động sau. Hướng dẫn trẻ em học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Gia đình và nhà trường thường xuyên hướng dẫn, giáo dục trẻ em về các nguy cơ đuối nước và cách phòng chống. Tất cả giếng nước, bể nước, các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn. Có biển báo, rào chắn, người cảnh giới tại các khu vực có nguy cơ đuối nước. Mặc áo phao cho trẻ em khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy. Luôn giám sát trẻ nhỏ, luôn luôn kiểm tra và đảm bảo môi trường an toàn để phòng chống đuối nước trẻ em. Hàng nghìn sinh mạng của trẻ em được cứu sống nếu mỗi chúng ta hành động ngay.